ở cuối tập trước sau khi lấy xong viên thiên chiếu tinh cuối cùng thì nhưng trước mắt cổ thiên lang lại xuất hiện một cái ám môn khác hắn tò mò đi đến đạo thạch môn này có lẽ là căn bản phải có ở động phủ này cũng là địa phương cổ quái nhất ở động phủ này vậy nên có thể gần như khẳng định quái vật bị đại minh vương lục hợp ấn chấn áp ở đây chắc chắn là trốn ở sau chỗ này cơ quan trên thạch môn bị cưỡng chế phá hoại thạch môn cũng là hư hỏng chắc chắn do quái vật đó làm không chút do dự cổ thiên lang lập tức đẩy thạch môn ra trong mật thất một viên thiên tinh khác thường đang lơ lửng tỏa sáng xung quanh nhưng mà lúc này ở cuối mật thất có một đôi mắt đỏ ngòm đang theo dõi lấy cổ thiên lang cổ thiên lang cũng chăm chú theo dõi lấy vật kia đó là một con đại quy hai tay cầm dìu đang rầm rầm bước đến chỗ hắn cổ chủ tịch được một phen cười to rùa rùa lớn cái này thật hiếm lạ rùa cầm hai cái dìu đây là lần đầu tiên thấy hắn phất tay gọi lấy con rùa nào tiểu ra hỏa đến chỗ ta này con rùa này rất cảnh giác bắt đầu dùng uy áp về phía cổ thiên lang cổ thiên lang càng là cười to ha 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 chiêu này của ngươi vô dụng đối với ta hắn lập tức đánh một đạo pháp quyết vào người con cự quy này khói bụi tan đi cự quy bây giờ đã biến thành một con tiểu thanh quy sau đó con rùa nhỏ này mới chợt nhận ra cơ thể của mình đã bị biến nhỏ lại cổ thiên lang tò mò tiến đến chọc chọc con rùa tay hắn cầm lấy hai cái rìu đây là thứ đồ chơi gì không phải pháp bảo cũng không dính dáng đến tài nguyên tu hành tiên ma cũng không liên quan càng giống với một loại xương cốt hình như không có điểm gì đặc biệt tiểu quy nhân cơ hội cổ thiên lang không chú ý nhảy lên trên miệng giếng định đớp lấy viên tinh thạch kia nhưng đột nhiên tiểu quy bị cổ thiên lang túm lại trên không hắn cầm lấy con rùa nhỏ đang vùng vẫy này hỏi trước mặt ta con chơi trò này có điều gia hỏa này vừa nhìn là biết vật nuôi vô hại sao lại bị người dùng đại minh vương lục hợp ấn phòng ấn lại đáng không tiểu gia hỏa này rõ ràng là vừa ra đời linh thức cũng là vừa mở giống tiểu hài tử ba tuổi nói cách khác tiểu gia hỏa này từ khi là một quả trứng đã bị phong ấn trong đại minh vương lục hợp ấn rồi lẽ nào con rùa này là một tồn tại hung tàn nhưng mà cũng không giống cổ thiên lang mặt cười hiền hòa tiểu gia hỏa không cần sợ ta là người tốt sẽ không tổn thương ngươi ngươi ngủ một giấc trước đi rồi hắn dùng một đạo pháp thuật nên người con rùa này chưa được một giây tiểu quy đã lăn ra ngủ mất cổ thiên lang cũng là cạn lời sau đó hắn để con rùa này vào trong đai lưng của mình trước tiên ngươi cứ ở đây đi Cổ chủ tịch tiến đến miệng giếng, do xét thứ ở bên trong giếng. Hắn chợt nhận ra thứ này, đây là từ kim hỏa diễm đến từ Thái Dương, từ kim chi hỏa đến từ Thái Dương, danh hiệu cửu đại liệt hỏa chi nhất, thập phần tinh thuần cũng thập phần cùng bạo. Không biết chủ nhân của động phủ này là người như thế nào, có được từ kim thiên chiếu tinh thì thôi, vậy mà đến cả từ kim chi hỏa cũng lấy được, thật sự lợi hại a. À, nhưng giọng nói của cổ thiên lang lại đầy tự tin. Thứ đồ chơi này tuy cùng bạo, danh hiệu cửu dương chi nhất đến từ Thái Dương, có điều ta là tổ tông chơi hỏa nhục thân dùng cửu u tổ hỏa tôi luyện qua căn bản không sợ hãi từ kim chi hỏa này cổ thiên lang đánh ra một đạo pháp quyết có ý đồ thu lấy từ kim chi hỏa nhưng viên tinh thạch ở trên miệng giếng lại có dị động làm hắn chú ý cổ chủ tịch tò mò tự hỏi đồ chơi này rốt cuộc là thứ đồ gì trong đầu hắn lập tức đưa ra một ý định táo bạo vẫn là dùng thần thức tra xét một chút cổ thiên lang tay một tay thu phục hỏa diễm một tay bấm pháp quyết thi triển thần thức lập tức thần thức của cổ thiên lang xuất hiện ở một khoảng không đen tối Hắn kinh hãi quan sát xung quanh. Đây là gì? Ta sống 500 năm coi như phí phạm rồi, vậy mà đến thứ đồ chơi này là gì cũng không nhìn ra. Tốt xấu gì ta đối với đồ chơi không gian này cũng coi như hiểu, đừng nói là động phủ, mật cảnh, tiên cảnh, cho dù là thế giới ảo lớn, thế giới ảo bé cũng lưu lạc qua, nhưng mà, chưa từng thấy qua thứ đồ vật kỳ lạ này bao giờ. Một giọng nói sâu thẳm từ trong không gian này vang lên. Ngươi là ai? Cổ Thiên Lang nghi hoặc, bắt đầu dò xét xung quanh. Ừm, còn có người khác nhưng hắn phủ định lại ý nghĩ trước đó không không phải người đối phương cũng là một hạt thần thức thần thức của người kia lại tiếp tục vang lên ngươi sao có thể xông vào mộng cảnh của ta cổ thiên lang lại dò hỏi ngươi lại là ai thần thức kia vẫn lặp lại câu hỏi cũ ngươi sao lại xông vào mộng cảnh của ta ngươi rốt cuộc là ai cổ chủ tịch không cho là như vậy ta không phải chưa từng nhập mộng không cần biết là bản thân hay người khác ta đều vào rồi cùng với chỗ này hoàn toàn không giống nhau nếu nói nơi đây là mộng cảnh căn bản chỉ là nói linh tinh thần thức kia không giấu giếm lộ ra sát ý nói ngươi rốt cuộc là ai nếu không ta mặt sát thần thức của ngươi cổ thiên lang cười khinh vậy ngươi mặt sát một lần ta xem dứt lời một đoàn tử kim chi hỏa xuất hiện bao quanh lấy toàn thân cổ thiên lang tình huống này đối với hắn cũng không nguy hiểm thân thể thần thức của ta đều được cửu u chi hỏa tôi luyện qua tử kim chi hỏa này tuy đến từ thái dương lão nhân ra nhưng cũng hoàn toàn không thể tạo ảnh hưởng gì với ta càng huống hồ tử kim chi hỏa xuất hiện ở đây không phải là tử kim chi hỏa chân chính nhiều nhất chỉ xem là bao hàm tinh thần của tử kim chi hỏa mà thôi thấy mình không làm gì được thần thức kia kinh ngạc thốt lên ngươi là thần thức thật mạnh ngươi rốt cuộc là người nào khi cổ thiên lang đã hóa giải được tử kim chi hỏa nó tò mò hỏi thần thức của ngươi ngang tàng như vậy không thể là người tu hành bình thường được ngươi cũng là người luân hồi cổ chủ tịch chợt nghĩ người luân hồi xem ra đối phương là người luân hồi hắn lại đặt câu hỏi với thần thức kia đời trước ngươi là ai hạ thần thức kia cũng hỏi một câu tương tự ngươi lại là ai cổ thiên lang đưa ra một câu trả lời không tưởng ta là ai đời trước ta là lão thiên gia nó cũng không dễ mắc lừa lão thiên gia sao ngươi không đi chết đi ngươi nói hay không rốt cuộc là ai tại sao có thể xông vào mộng cảnh của ta cổ chủ tịch còn định châm chọc vài lời nhưng đột biến xảy ra thần thức của hắn từ trong thế giới kia từ từ về với cơ thể cả tòa động phủ này đang rung lắc dữ dội đá vụn rơi là tả có dấu hiệu của sự sụp đổ cổ thiên lang đã đoán được lý do xem ra từ kim chi hỏa này là căn nguyên lưu giữ động phủ này nay không còn nữa sợ rằng động phủ cũng sắp sụp rồi vẫn lên rời đi trước rồi nói hắn bật hết hỏa lực nhanh chân phi người chạy ra động phủ trên đường trở về cổ thiên lang rất là vui vẻ chuyến này đi thu hoạch phong phú không chỉ thu hoạch được những mảnh vỡ từ kim thiên chiếu tinh còn thu nạp lượng lớn từ kim chi hỏa nếu như luyện hóa những từ kim chi hỏa này cộng thêm mảnh vỡ từ kim thiên chiếu tinh chắc chắn sẽ đủ để chúc cơ lần nữa có điều là điều duy nhất mà ta nghĩ không ra đó là viên hỗn sắc tinh thạch đó còn có mộng cảnh người trong mộng cảnh bên trong tinh thạch đó là ai hắn tự xưng là người luân hồi đời trước của hắn sẽ là ai có quan hệ gì với động phủ này sau khi rời đi động phủ kia cổ thiên lang đã về đến nơi ở của hòa đức hắn lúc này đang ngồi vận công trên giường chăm chú luyện hóa từ kim chi hỏa nhưng mà đời đâu như mơ cuối cùng cổ thiên lang đình chỉ vận công thu lại từ kim chi hỏa hắn thì chỉ có thể thở dài một câu tuy thân thể ta được cửu u chi hỏa tôi luyện qua nhưng muốn luyện hóa những từ kim chi hỏa đến từ thái dương này cũng không dễ dàng như vậy vẫn phải từ từ luyện mới được đột nhiên hắn chú ý tới con rùa mà mình đã mang từ động phủ kia về hắn tò mò chọc chọc về phía con rùa này tiểu ô quy từ trong giấc ngủ tỉnh lại ngó nhìn xung quanh cổ thiên lang tiếp tục hỏi ngươi rốt cuộc là thứ đồ chơi gì sao lại bị phong ấn lại thấy con rùa nhỏ này vẫn ngơ ngơ ngác ngác hắn nảy ra một ý tưởng khác bỗng một viên đan dược từ trên rơi xuống ngay cạnh người tiểu quy đôi mắt nó sáng như đèn ba pha lập tức tiến đến viên đan dược. Cổ Thiên Lang bên cạnh ngạc nhiên kêu lên, cái này cũng ăn được. Hắn lại có ý nghĩ táo bạo hơn. Vậy, Tử Kim chi hỏa thì sao? Ngươi sẽ không cũng ăn được nhé. Không hề do dự, con rùa ham ăn này lập tức nuốt lấy Tử Kim chi hỏa. Bây giờ là lúc Cổ Thiên Lang ngây người. Đây, thật sự không ăn kiêng a, à. cái gì cũng ăn. Càng nghĩ, Cổ Thiên Lang càng chấn kinh. Thân thể ta đã được cửu u chi hỏa tôi luyện, không sợ hãi Tử Kim chi hỏa. Nhưng ra hỏa ngươi, ra đời mới chưa được mấy ngày, sao có thể chịu đựng được cổ thiên lang cầm lên tiểu quy ta thử xem lực đạo có làm dung chuyển ra hỏa này tay hắn bắt đầu dùng lực ép chặt lấy con rùa nhỏ này nhưng sau một thời gian dùng sức cổ thiên lang vẫn là không làm gì được cuối cùng hắn thở dài một hơi đành từ bỏ cổ thiên lang tự hỏi ngươi rốt cuộc là quái vật gì thân thể lại cường hãn như vậy nhưng con rùa này vô tri chỉ chú ý đến những viên đan dược mà cổ thiên lang vứt xuống ở một nơi khác thanh dương địa giới duyệt lai sơn trang Thanh Ninh chân nhân lúc này ngồi thẫn thờ trong tiểu đình, nghĩ lại cảnh tượng về cổ thiên lang ở động phủ ngày hôm đó. Nàng thở dài một hơi cảm thán, hắn rốt cuộc là người nào? Bỗng đằng sau lưng nàng, tiếng của Mộ Tử Bạch vang lên. "Thanh Ninh." Nàng hơi ngạc nhiên quay đầu lại chào hỏi. "Mộ Tử Bạch, thương thế của ngươi thế nào rồi?" Mộ Tử Bạch đáp, "Hồi phục tương đối rồi, tu dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa, liền khỏi hết." Nàng lại quan tâm hỏi thêm, "Không làm lỡ đại tỷ thí nội môn của Vân Hà phái các ngươi chứ?" Họ Mộ này vui vẻ nói, "Yên tâm đi." sẽ không. Thanh linh chân nhân cũng không quan tâm nhiều nữa, quay người định ngồi xuống. Vậy thì tốt. Mộ Tử Bạch thì đang trầm ngâm suy nghĩ, ta nên mở miệng thế nào? Mới khiến cho thanh linh không nói chuyện xảy ra ở trong động phủ ra ngoài. Thấy dáng vẻ của tên này, thanh linh chân nhân lập tức nói ra, "Ngươi yên tâm, chuyện xảy ra trong động phủ ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết." Mộ Tử Bạch thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vậy thì đã tạ rồi. Lần này quay về môn phái tham gia đại tỷ thí nội môn xong ta sẽ bế quan tu luyện, ta nhất định phải mạnh hơn, mạnh hơn thanh ninh chân nhân lại đưa cho hắn một lời khuyên khác tử bạch ta cảm thấy ngươi vẫn là bỏ xuống thù hận đi nếu không sẽ không có lợi với việc tu hành của ngươi hắn nào có cam tâm bỏ xuống ta không thể bỏ xuống ta cũng không bỏ xuống được mộ tử bạch ta chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn như vậy ta cũng tuyệt đối không tha cho tên đó ta nhất định sẽ tìm ra hắn khiến hắn thi thể mảnh vỡ thành vạn khúc trong đầu thanh ninh bất đắc dĩ mộ tử bạch là người tự tôn đặc biệt mạnh thể diện càng quan trọng hơn mạng sống muốn hắn bỏ xuống thù hận sao có thể nàng chắn nản thở dài ai tùy ngươi nếu vết thương của ngươi đã gần khỏi rồi ta cũng nên quay về thôi nói xong thanh ninh chân nhân quay người rời khỏi tiểu đình mộ tử bạch vội gọi nàng lại thanh ninh đợi đã thanh ninh quay người nghi hoặc hỏi sao thế đại tỷ thí nội môn năm nay của vân hà phái chúng ta ngươi còn đến xem không nàng suy nghĩ một lát không chắc chắn nói chắc là có ta cũng lâu lắm không nhìn thấy dạ dạ rồi cũng nhân cơ hội đại tỷ thí nội môn vân hà phái các ngươi đi thăm cô ấy đoạn thời gian trước hình như ta nghe nói dạ dạ đưa người trong lòng nhất kiến trung tình đến vân hà phái các ngươi tên là gì nhỉ hình như tên là xích viêm công tử xích viêm công tử của chúng ta lúc này đang ngồi tắm ánh nắng ban mai thưởng thức nhân sinh cuộc sống hắn vừa uống rượu vừa tự hỏi lại hơn một tháng nữa rồi lão đầu hỏa đức này đi mất đâu rồi cũng không đến chào hỏi ta một tiếng quá rảnh rỗi cổ thiên lang để ý đến tiểu quy đang nằm bên cạnh dô tiểu quy quy tiểu quy mặt đầy đau khổ quay đầu về phía cổ thiên lang hắn cũng bất đắc dĩ khi thấy được cảnh này được người cứ ghét bỏ ta đi đợi qua đoạn thời gian này ta lần nữa chúc cơ xong để ngươi hiểu biết hiểu biết bản lĩnh của ta phi khuê lúc này từ cửa đi vào công tử ra cổ chủ tịch tỉnh dậy tò mò nhìn lấy hắn phi khuê cung kính báo cáo công tử ra người đang nghỉ ngơi sao cổ thiên lang hỏi ngược lại hắn làm sao phi khuê cười đầy hèn mọn hắc hắc là thế này đại tỷ thí nội môn mấy ngày nữa là bắt đầu rồi cổ chủ tịch nghi hoặc hỏi lại Ồ, ngươi an bài cho ta không phải là được rồi sao? Phi Khuê ngập ngừng đáp lại. Công tử gia, cái này, công tử gia, sợ là ngươi phải tự đi báo danh mới được. Cổ Thiên Lang cảm thấy khó hiểu, sao còn phải báo danh? Thi đấu nội môn, không phải là để môn phái khảo nghiệm hiệu quả tu vi tiên nghệ của đệ tử hay sao? Cổ Thiên Lang thầm nghĩ, ta lúc trước chỉ làm tạp dịch vài ngày ở Vân Hà phái, sau đó cũng không vào tông môn nào, đối với những quy tắc linh tinh trong tông môn không rõ ràng lắm. Phi Khuê hơi thắc mắc, nói thì nói như vậy không sai, nhưng chúng ta không phải đến tranh đoạt ghế đầu của thập nhị viện sao thi đấu nội môn không cần báo danh nhưng nếu là tranh đoạt ghế đầu thì cần phải báo danh trước cổ thiên lang đặt ly rượu xuống đáp ứng như vậy hả được đi thôi ở chỗ báo danh lúc này người người đều thảo luận về âu dương dạ nghe nói chưa âu dương sư tỷ trúc cơ thành công rồi hơn nữa còn là trúc cơ thải sắc căn cơ âu dương sư tỷ quá lợi hại rồi âu dương sư tỷ quả nhiên là thiên phú dị bẩm nhập môn ngắn ngủi hai năm đã trúc cơ thải sắc căn cơ còn có huyết mạch chi lực không biết tên đó nữa, tiền đồ của tỷ ấy, không phải đẳng cấp mà ta có thể so sánh. Một tên quần chúng bắt đầu mơ mộng. Nếu như có thể kết thành đạo nữ với Âu Dương sư tỷ thì tốt quá rồi. Ha ha, tên đồng bạn khinh thường đáp, ngươi nằm mơ ban ngày à? Cổ Thiên Lang bên cạnh đó tấm tắc khen. Tiểu nha đầu đó khá được đó, thải sắc căn cơ, huyết mạch chi lực, rất không tệ. Bỗng lúc này, những tên đệ tử kia đều tập trung quay đầu lại. Mau nhìn mau nhìn, Âu Dương sư tỷ đến rồi âu dương dạ cùng với phi tuyết chân nhân đi đến chỗ báo danh nàng không ngừng chào hỏi những sư đệ bên cạnh phi tuyết chân nhân mặt không vui nhất nhở làng dạ dạ đừng có lãng phí thời gian cuối cùng mặt nàng ỉu xìu, im lặng rời đi cùng với sư phụ của mình ở một tòa tiểu đình nào đó phi tuyết chân nhân bắt đầu dạy đời dạ dạ con biết đó họ tư chất tầm thường đời này định sẵn không làm nên việc gì con lãng phí thời gian với họ làm gì âu dương dạ mặt mày khó xử đáp lại sư phụ họ đều là bằng hữu của con phi tuyết chân nhân mặt đã căng bằng hữu chúng không có tư cách làm bằng hữu với con kết giao với họ chỉ làm hạ thấp thân phận của con thậm chí còn liên lụy đến con con là thiên kiêu trí nữ bằng hữu tương lai của con bắt buộc phải như thế chỉ có kết giao với bằng hữu tương đương với mình mới có trợ giúp cho tu hành của con nghe đến đây âu dương dạ tức giận quay người đi không muốn nghe sư phụ nói nữa phi thuyết chân nhân lại đá sang chuyện khác còn có tên họ cổ đó trước khi con bế quan con đã đáp ứng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn tại sao xuất quan thời gian đầu tiên lại đến ninh ẩn viện nói đến cổ thiên lang nàng có chút giận hờn ta chỉ lo lắng sư phụ sẽ gây phiền phức cho cổ thanh phong vậy nên mới đáp ứng đoạn tuyệt qua lại với hắn sau khi xuất quan ta đi tìm hắn cũng chỉ vì nghe nói hắn trở thành đệ tử nội môn còn đánh bại lý sán tu luyện viêm lôi thuật đến cảnh giới đại viên mãn khiến ta tò mò mà thôi đáng tiếc ra hỏa đó vậy mà không có đó làm ta phí công một chuyến phi tuyết chân nhân vẫn không từ bỏ ý đồ đồ nhi ta khuyên con nên từ bỏ cái nhất kiến trung tình buồn cười đó đi cũng đừng ôm bất kỳ viễn tưởng nào hắn trúc cơ thất bại định sẵn cả đời trở thành một phế nhân cho dù tu luyện viêm lôi thuật đến cảnh giới đại viên mãn cũng không thể thay đổi hiện thực này đừng nhìn hắn đánh bại lý sán rất uy phong chẳng qua là hắn dựa vào dị biến phế thể trúc cơ thất bại mà thôi thực lực của hắn cũng chỉ ức hiếp đệ tử bình thường đối mặt với ghế đầu thập nhị viện căn bản chịu không nổi một kích âu dương dạ càng ngay càng thấy chối sư phụ xin người về sau đừng có nói phế nhân trúc cơ thất bại gì đó nữa ta không thích trong đầu âu dương dạ cảm thấy có lỗi cổ thanh phong có phải phế nhân hay không ta không biết cũng không muốn biết ta chỉ biết cổ thanh phong vì giúp đỡ ta mà mạo danh mình là xích viêm công tử hắn là bởi vì ta mới bị người ta bắt nạt làm khó phi tuyết chân nhân nói thêm con hiện tại tuổi còn nhỏ chưa dành thế sự đợi sau khi con trưởng thành con sẽ hiểu những lời vi sư nói hôm nay chỉ vì muốn tốt cho con con là thiên tri kiêu nữ âu dương dạ không thể nghe nổi lập tức quay người rời đi phi tuyết chân nhân quay lại hét to âu dương dạ con quay lại cho ta, ngày hôm sau. Tại diễn võ trường, nhân đức cùng một đám trưởng lão đã đến đầy đủ. Âu Dương Dạ cùng với Phi Tuyết chân nhân cũng đến. Nhân đức trưởng lão nhìn xuống vui vẻ nói: "Ha ha, vừa nãy, lão hủ đặng nhân còn đang nghị luận Âu Dương cô nương có phải sẽ tham gia ghế đầu thập nhị viện năm nay không, không ngờ đã đến rồi." Phi Tuyết chân nhân càng là đắc ý, "Một năm trước đồ nhi của ta đã có tư cách tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện rồi, chỉ có điều nó không nguyện ý sử dụng huyết mạch chi lực mà thôi. Năm nay đồ nhi ta chúc cơ thải sắc căn cơ." võ công, pháp thuật, kiếm thuật, trận pháp đều có thi cao. Cho dù không sử dụng huyết mạch chi lực thì tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện vẫn dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, tiếng bàn tán từ đằng sau truyền đến. Qua mau nhìn, là hắn. Âu Dương Dạ cũng tò mò quay sang nhìn. Cổ, Cổ Thanh Phong, hắn sao lại ở đây? Hơn một tháng không gặp, gia hỏa này hình như không có gì thay đổi. Cổ Thiên Lang cũng chú ý đến Âu Dương Dạ. Dô, đây không phải Âu Dương đại muội tử sao? Lâu quá không gặp, hắn tiến đến tán thưởng chúc cơ rồi còn là thải sắc căn cơ không tệ không tệ có tiền đồ âu dương dạ thì thầm mắng trong đầu ra hỏa này miệng vẫn thiếu đánh như thế nàng bắt đầu hỏi ngươi đến nơi này làm gì cổ chủ tịch ngơ ngác gãi gãi đầu báo danh tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện còn có thể làm gì tất cả quần chúng bên cạnh đều ngạc nhiên ổ hết lên âu dương dạ bên cạnh thì sốc ngang không nói nên lời đầu óc nàng không ngừng chuyển động ta có phải nghe lầm không gia hỏa này muốn tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện làm cho con bò gì vậy phi tuyết chân nhân bên cạnh mặt đen như đáy nồi dựa vào ngươi cũng vọng tưởng tham gia tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện ngươi có tư cách gì cổ thiên lang quay sang hỏi phí khuê sao thứ đồ chơi này còn cần có tư cách gì câu nói tiếp theo của phí khuê trực tiếp vào mặt phi tuyết chân nhân phàm là đệ tử nội môn đều có tư cách báo danh tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện cổ chủ tịch mỉa mai nói ô ta còn tưởng phải độ kiếp thành tiên mới có tư cách báo danh cơ phí khuê liền phụ họa theo hoặc là trong mắt người nào đó thì phải độ kiếp thành tiên mới có tư cách tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện cũng không chừng mặt phi tuyết chân nhân càng ngày càng đen phí khuê ta thấy ngươi chán sống rồi đừng nói kẻ hèn này quả thực sống có chút chán rồi phi tuyết chân nhân chết lặng nhân đức trưởng lão ở bên trên đột nhiên hỏi cổ thanh phong ngươi thật sự muốn tham gia tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện lão hủ biết thân thể của ngươi tương đối cường hãn tiên nghệ cũng thập phần cường hãn chỉ là tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện không đơn giản như thế Cổ Thiên Lang đưa ra một câu trả lời đơn giản hơn, không đơn giản như thế. Không phải nói, chỉ cần đánh bại một trong 12 vị ghế đầu thập nhị viện là được sao. Nhân Đức trưởng lão cũng không thể phản bác được, nói là nói như vậy. Thật sự cũng đích thực là làm như vậy, nhưng mà, ghế đầu thập nhị viện người người đều tu vi cao thâm, tiên nghệ tinh thông, thực lực cao, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lão hủ khuyên ngươi nghĩ kỹ lại làm. Cổ Thiên Lang từ chối ý tốt của lão, nhanh chóng quyết định, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, báo danh lên trên đi phi tuyết chân nhân đứng ra tiêm thêm nhân đức trưởng lão nếu hắn đã không tự lượng sức mình như vậy ngươi lại cần gì phải khuyên ngăn nếu ngươi không để hắn vấp phải đinh hắn căn bản không biết trời cao đất rộng nhân đức trưởng lão cuối cùng đành đồng ý thở dài một hơi ai được rồi sau khi hoàn thành thủ tục một tên đạo đồng lập tức cầm đồ đi đến chỗ cổ thiên lang nhận được đồ vật cổ chủ tịch tò mò hỏi đây là gì nhân đức trưởng lão bình tĩnh giải thích trên đoạt ghế đầu thập nhị viện cần phải rút thẻ quyết định cổ chủ tịch không quan tâm nhiều nữa theo yêu cầu của nhân đức trưởng lão lập tức rút thẻ âu dương dạ bên cạnh tò mò đọc lên vũ làm viện hoàng diệu âu dương dạ vẫn là nghi hoặc hỏi thêm uầy cổ thanh phong ngươi thật sự muốn tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện cổ thiên lang thì trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề nghe nói chỉ cần trở thành danh đầu của ghế đầu liền có thể trực tiếp vào cửu điện nhân đức trưởng lão bất đắc dĩ đáp lại cái này đích thực là như vậy sau khi trở thành danh đầu của ghế đầu chỉ cần thông qua thí nghiệm trận liền có thể vào cửu điện hắn lại đưa ra một câu hỏi hóc búa hơn vậy phải làm thế nào mới có thể trở thành danh đầu của ghế đầu nhân đức cũng giật hết cả mình khuyên người trẻ tuổi hiện tại đến ghế đầu thập nhị viện ngươi cũng không phải thì đừng nghĩ đến vị trí đầu của ghế đầu nữa trước mắt người trẻ tuổi này thật sự quá cuồng vọng rồi cũng quá không biết trời cao đất rộng vẫn còn chưa trở thành ghế đầu đã nghĩ đến vị trí đầu của ghế đầu rồi phi khuê đứng đằng sau đột nhiên lên tiếng công tử gia là như thế này sau khi trở thành ghế đầu thập nhị viện xong sẽ có một trận xếp hạng ghế đầu Đoạt được thứ nhất chính là vị trí đầu của ghế đầu. Cổ Thiên Lang tiếp tục hỏi, cái xếp hạng đó như thế nào? Phi Khuê giải thích, 12 vị ghế đầu sẽ rút thẻ quyết đấu đôi, áp dụng chế độ tăng cấp. Cổ chủ tịch nghe vậy liền không vui, phức tạp như vậy, nếu ta trực tiếp đánh bại vị trí đầu của ghế đầu lần trước không được sao? Phi Khuê bất đắc dĩ đáp lại, cái này, không hợp quy tắc. Âu Dương Dạ thấy tình hình không đúng bèn hỏi, Cổ Thanh Phong, ngươi có ý gì? Ngươi chắc sẽ không, chắc sẽ không còn muốn tranh đoạt vị trí đầu của ghế đầu chứ? cổ thiên lang xoa xoa cảm đáp có suy nghĩ này âu dương dạ loạn hết cả lên ngươi ngươi điên rồi ngươi đến ghế đầu thập nhị viện còn chưa lên làm được đã nghĩ đến vị trí đầu của đầu ghế rồi hắn cười cười nhìn về phía nàng coi thường ta phải không không phải chỉ là một cái ghế đầu thập nhị viện sao một đám trẻ danh mà thôi công phu trong nháy mắt là hạ gục được chúng ha 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 những thí sinh bên cạnh mặt đều tái hết đi bàn luận sôi nổi chỉ là ghế đầu thập nhị viện còn một đám trẻ danh công phu trong nháy mắt là hạ gục được chúng lúc còn trẻ ta cũng chưa từng cuồng vọng như vậy phi tuyết chân nhân càng ngày càng khinh cổ thiên lang đủ cuồng vọng ta trái lại muốn xem xem đến lúc người bị hoàng diệu đánh thành chó còn hung hăng được nữa không cổ thiên lang cũng không để ý đến hỏi phí khuê tiếp theo còn có việc gì không cổ ra chỉ còn đợi đại tỷ thí nội môn ba ngày sau thôi cổ thiên lang nghĩ đến là phiền quay người rời đi vậy nếu không còn gì nữa ta quay về trước đây âu dương dạ giọng đầy lo lắng gọi lại hắn ấy cổ thanh phong phi tuyết chân nhân nhắc nhở nhẹ đồ nhi loại người này con còn để ý hắn làm gì một phế vật không tự biết mình biết ta một phế vật cùng vọng đến mức không biết trời cao đất rộng là gì một phế vật khoác lác sống trong thế giới viễn tưởng con còn để ý hắn làm gì con đang để lỡ thời gian của con con biết không nhân đức trưởng lão từ từ đi đến khuyên ngăn cái này âu dương tiểu nha đầu sư phụ ngươi nói tuy có chút nặng lời nhưng cũng không phải không có đạo lý vô dĩ lão hủ không muốn tham gia chuyện riêng của ngươi chỉ là người trẻ tuổi đó có khả năng não có vấn đề hoặc có lẽ do trúc cơ thất bại nhất thời không thể tiếp nhận sự thật thần kinh chịu đà kích không thì làm sao có thể nói ra những lời không suy nghĩ như thế âu dương dạ cũng hết cách đành phải quay người rời đi lười nói với các người buổi sáng ba ngày hôm sau sân thi đấu nội môn đã chật ký người các đệ tử ở đó nhao nhao bàn luận nghe nghe nói chưa xích viêm công tử cổ thanh phong đó cũng tham gia tranh đoạt ghế đầu lần này hai hôm trước chuyện này đã truyền đi rất náo động sợ là không có ai ở vân hà phái là không biết gia hỏa đó quá cuồng vọng đi nói cái gì mà ghế đầu thập nhị viện chỉ là đám trẻ danh còn nói công phu trong nháy mắt là hạ gục được ghế đầu thập nhị viện thật sự là quá không biết trời cao đất rộng là gì rồi cũng không thể nói như vậy họ cổ đó tuy trúc cơ thất bại nhưng người ta cơ thể dị biến thân thể rất cường hãn a hơn nữa lại còn tu luyện viêm lôi đến cảnh giới đại viên mãn thật sự là rất lợi hại mà đột nhiên tên đệ tử bên cạnh gọi này mau nhìn xem ai đến này đằng sau hai vị đệ tử này chính là lý gia tam huynh đệ lần lượt là lý sâm lý tranh lý sán những đệ tử này vẫn tiếp tục bàn luận nghe nói lý tranh lần này bế quan một năm võ công tiến bộ lớn đó ta cũng nghe nói rồi lần trước hắn thua mộ tử bạch lần này là muốn đến tìm lại mặt mũi đây hắn tiến bộ rồi mộ tử bạch cũng không ngồi không không biết hai người họ ai mạnh ai yếu đây một tên quần chúng đột nhiên quay đầu lại nói yêu nhắc tào tháo tào tháo đến mộ tử bạch cùng hai tên tiểu đệ của mình là hoàng diệu và lý can động hiên ngang bước đến vừa bước đến mộ tử bạch đã gây chiến đây không phải lý tranh sao lâu quá không gặp lý tranh cũng không phải dạng vừa mộ tử bạch năm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi cút ra khỏi đệ nhất ghế đầu mộ tử bạch đắc chí cười to ha 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 phải không vậy thì rửa mắt ngóng chờ tiểu đệ lý sâm đằng sau cũng gáy lại ngay mộ tử bạch tam ca ta đã bế quan một năm trình độ võ công tăng tiến đột phá năm nay nhất định sẽ đánh bại ngươi Thân là tiểu đệ, Hoàng Diệu cũng đáp trả. Chẳng qua chỉ là tu luyện ngũ môn võ công đến cảnh giới thất cửu hoàn mỹ mà thôi, tử bạch sớm đã tu luyện khí môn kiếm pháp đến cảnh giới thất cửu hoàn mỹ rồi. Lý Sâm bắt đầu võ mồm lại. Hoàng Diệu, ở đây là lúc nào đến lượt ngươi nói chuyện rồi? Ngươi chẳng qua là rác rưởi nhất trong thập nhị viện ghế đầu thôi. Hoàng Diệu cũng cay lắm. Ngươi nói cái gì? Hoàng Diệu ta cho dù là ghế đầu yếu nhất cũng mạnh hơn ngươi. Ta nghe nói trước đây không lâu, ngươi bị một tên phế vật đánh trọng thương ở Hồng Diệp sơn cốc. Sau đó Lý sán báo thủ cho ngươi kết quả cũng bị đánh cho không ngừng nôn ra máu thật sự là trò cười lý sâm giờ cũng cay không kém hoàng diệu ngươi tìm chết đừng tưởng rằng ta không biết một tháng trước ba người các ngươi bị đánh gần chết ở một động phủ lý sâm tiếp tục nói ha 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 ngươi tưởng là thu mua hoác dũng là có thể giấu chuyện này đi sao lý sâm bắt đầu rêu dao, sợ rằng các vị đây vẫn không biết đi đường đường là đứng đầu của ghế đầu vân hà phái chúng ta còn có lý can động hoàng diệu ba người đó một tháng trước ở trong một động phủ bị đánh cho mặt mũi bầm dập ba người sợ mất mặt cố ý ở bên ngoài dưỡng thương một tháng mới dám quay về ha ha an dưa quần chúng nhao nhao kinh ngạc thật hay giả vậy mộ tử bạch bị người ta đánh còn dưỡng thương một tháng hoàng diệu thấy được cảnh này tức quá không thể làm gì được lý sâm ngươi cuối cùng mộ tử bạch đành phải ra mặt người đó là cao thủ tu hành nhiều năm phải có tu vi kim đan ta vốn dĩ niệm hắn là tiền bối mới đưa hắn vào động phủ cùng sau khi phát hiện một số tài nguyên trong động phủ ác nhân đó nổi lòng tham động thủ với hoàng diệu vậy ta mới động thủ nào ngờ tu vi của hắn quá cao đẳng cấp của ta không phải đối thủ tuy rằng bị thương có điều ác nhân đó cũng bị ta dùng kế nhốt trong động phủ rồi đám người lý sán nào có dễ lừa như vậy mộ tử bạch à mộ tử bạch ngươi thật biết bịa chuyện còn ác nhân tu vi kim đan còn cường đoạt tài nguyên của các ngươi ha 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 hoắc dũng nói cho ta biết hết rồi người đó căn bản không phải cao thủ kim đan gì chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi một chân đạp qua đã đánh cho các ngươi mặt mũi bầm dập rồi còn nói cái gì mà người ta nổi lòng tham rõ ràng là các ngươi nổi lòng tham cường đoạt tài nguyên của người ta ngược lại bị đánh cho thành chó chết mộ tử bạch ngươi thật sự quá đạo đức giả mặt của mộ tử bạch trầm xuống đó chỉ là hoác dũng cố tình phỉ báng ta mà thôi lý sán tung ra một đòn chí mạng cố tình phỉ báng có cần ta mời hoác dũng đến đây không mà đối mặt đối chất nhân đức trưởng lão lúc này từ trong đám người bước ra các ngươi đang cãi nhau cái gì có thời gian khua môi múa mép ở đây không bằng chứng minh bản lĩnh thật trong tỷ thí đi. Sau đó, cả hai đám người đều âm trầm không nói, chằm chằm nhìn lấy nhau. Một lát sau, nhân đức trưởng lão dẫn đầu thông báo, không nói nhiều, chiến đấu giành ghế đầu năm nay, vẫn quy tắc cũ, phương thức cũ. Lấy phương thức rút thẻ tiến hành, hiện tại bắt đầu, vị đầu tiên. Tên trọng tài ở dưới cầm danh sách cũng tuyên bố, đề thi bắt đầu. Qua một vài trận chiến, cuối cùng cũng đến mộ tử Bạch ra sân. Tên đệ tử đối diện thấy là mộ tử Bạch lập tức mặt mày đau khổ nhận thua. Ta ta nhận thua bên trọng tài lập tức tuyên bố mộ tử bạch thắng nhân đức trưởng lão ở bên trên cao mày tu vi của mộ tử bạch và lý sán cố nhiên rất mạnh nhưng những đệ tử này không có gan đấu một trận rút đến hai người họ liên trực tiếp nhận thua lẽ nào rút được ghế đầu khác thì họ sẽ ứng chiến sao tham gia tranh đoạt ghế đầu sao có thể chỉ dựa vào vận khí thất vọng thật sự làm người thất vọng lão quay đầu về phía những trưởng lão khác đệ tử như vậy sau này không được cho chúng báo danh nữa đến gan đấu một trận cũng không có cần chúng có tác dụng gì qua một vài trận chiến những đối thủ khác gặp mộ tử bạch người thì bị đánh bại người thì chịu thua thấy được những cảnh đó nhân đức trưởng lão càng là giận thêm này là mưu toan dựa vào vận may tranh đoạt ghế đầu nói với chúng biết bao lần rồi trúc cơ cảnh giới và tiên thiên cảnh giới không giống nhau tiên thiên cảnh giới giữa 9 tầng không lớn nhưng 9 tầng trúc cơ cảnh giới khoảng cách mỗi tầng đều như hồng câu trúc cơ tầng thứ tư và trúc cơ tầng thứ sáu nhìn thì cách hai tầng sự thực thì khoảng cách xa như hai ngọn núi ở một bên khác đàm tư như mượn những lời này mỉa mai sư muội mình sư muội ngươi đã nghe thấy lời nhân đức trưởng lão nói chưa chín tầng trúc cơ cảnh giới khoảng cách giữa mỗi tầng đều như hồng câu âu dương dạ nhăn mày hỏi lại ngươi có ý gì đàm tư như kinh kiệu như trước đáp không có ý gì ta chỉ muốn nói vị trong lòng của muội thật sự quá không tự mình biết mình quá không tự lượng sức mình rồi hắn tưởng rằng đánh được lý sán là có tư cách khiêu chiến ghế đầu thập nhị viện sao đàm tư như giải thích thêm lý sán là trúc cơ tầng thứ tư Hoàng Diệu là trúc cơ tầng thứ sáu, có phải hắn tưởng khoảng cách giữa tầng thứ tư và tầng thứ sáu rất nhỏ không? Âu Dương Dạ nghe đến đây cũng âm trầm một lúc, không biết nói gì. Mà trên sân đấu lúc này cũng đúng lúc trận đấu của Hoàng Diệu đang diễn ra. Hoàng Diệu lúc này đang vận công gáy to, chỉ là trúc cơ tầng năm mà cũng dám khiêu chiến ta. Rồi hắn tiếp tục nhảy lên, tấn công liên tiếp tên đối thủ kia. Âu Dương Dạ cũng chứng kiến được cảnh này, lo thầm. Tên gia hỏa cổ thanh phong đang yên lành sao lại phải tham gia tranh đoạt ghế đầu thập nhị viện làm gì? Đúng. Ngươi đúng là cơ thể dị biến, thân thể rất cường hãn, còn tu luyện viêm lôi thuật đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng mà, có tác dụng gì? Ngay sau đó, thắng thua của trận đấu đã định ra. Hoàng Diệu đứng trên lôi đài kiêu ngạo, cả gan dám khiêu chiến Hoàng Diệu ta, đúng là không biết sống chết. Hoàng Diệu ta tay trái có thể đánh bôn lôi trưởng, tay phải có thể đánh hắc tà trưởng, cả thiên hạ này, ai có thể thương đến ta một phân một hào. Cả khán đài đều thích thú với những câu nói này. Quá lợi hại, thật sự là cái máy nghiền. Hoàng Diệu càng là kiêu ngạo thêm người khiêu chiến tiếp theo là ai cút lên đây cho ta nhân đức trưởng lão bên trên cũng tấm tắc khen không ngờ hoàng diệu này có thể cùng lúc đánh ra bôn lôi trưởng và hắc tà trưởng rất tốt rất tốt lão quay người sang hỏi tên trưởng lão kia người tiếp theo là ai tên trưởng lão này cung kính chắp tay bẩm báo cổ thanh phong đàm tư như nghe vậy mở miệng mỉa mai ây ra sư muội lập tức đến lượt người trong lòng của ngươi lên khiêu chiến hoàng diệu rồi thật sự khiến người ta mong đợi a à? ta rất muốn xem xem rốt cuộc là hắn treo đánh hoàng diệu hay là hoàng diệu treo đánh hắn hoàng diệu lúc này trong đầu mừng thầm việc ở động phủ bị vạch trần ra ta bắt buộc phải bày ra thực lực trước tất cả mọi người để lấy lại mặt mũi bên dưới lôi đài những quần chúng kia cũng bàn tán xôn xao người tiếp theo lên đấu là ai hình như là biến dị thể đó cổ thanh phong nhân ảnh cũng không nhìn thấy sợ là hắn sợ rồi nhưng lúc này một thân ảnh áo trắng phiêu hốt đi đến mau nhìn cổ thanh phong đến rồi hoàng diệu cũng cùng lúc này quay đầu mà nhìn lại chợt Khuôn mặt hắn tái mét khi nhìn thấy thân ảnh này. Vậy là kết thúc tập 6 rồi. Mời anh em đón xem tập 7 ở video sau nhé. Nếu ai thấy hay thì cho xin một like, một đăng ký kênh. Nhớ ấn nhận thông báo để xem được phần mới nhất nhé.